Rồi hello cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị em quý khách hàng gần xa đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình. Thì hôm nay thì mình tiếp tục làm xong một số chân vịt, những cái mẫu thông dụng cho anh em đi làm ăn có tải nổi đều được cho anh em ha. Thì đồ ngẫu nhiên ha, thì mình cũng làm một clip ngắn quay chia sẻ cùng anh em ha. Nếu anh em nào có nhu cầu xài thì cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại của mình hoặc là liên hệ Zalo. Số điện thoại mình để phần tiêu đề cái video nghe anh em. Rồi đầu tiên là cái mẫu bơm nước hoặc là anh em đi tải 2 tấc 6 ha, mẫu DB. Thì trời thì cấp này mưa anh em mình quay video không sáng được, anh em xem thông cảm ha. Thì găng này găng 16 anh em, nếu em xài máy D thì D8, D9, D10 anh em xài được ha. Rồi kế tiếp là dòng 2 tấc 4 anh em, cũng là dòng hai cánh, em bơm nước hoặc là đi tải đều được. Máy dầu thì D6, D8, D9 hoặc là F7. Này cũng vậy luôn em, thì hôm nay mình có làm cho anh em 3 cái 2 tấc 4 anh em. Rồi kế tiếp là mẫu máy 6, từ 5 rưỡi 6 ngựa 6 rưỡi, thông dụng cho anh em đi làm ăn tải nổi đều được, cốc xéo 3 cánh nha anh em. Cái này cũng vậy luôn em, mà này thì hàng dày ha, từ 5 rưỡi 6 ngựa 6 rưỡi cốc xéo. Này thì hàng dày cho anh em đi nó cứng cáp hơn anh em, em đi anh em xài thì mình đỡ mất tiền mua về sau hơn. À, dày dặn cứng cáp cho anh em, chạy vẫn có tốc độ cho anh em luôn. Còn cái này thì từ 5 ngựa rưỡi nha anh em, 5 ngựa rưỡi 6 ngựa 6 ngựa rưỡi cốt hẳn trực tiếp ha. Mẫu này thì mình đi vỏ hơi nặng được, vỏ nhẹ được. Này thì 13 cốt xéo, 13 tới 10, 15, 18, 20 cốt xéo ha. Đi 3 cánh, 3 cánh xéo cùi cao nha anh em, cùi 5 phân ha. Còn cái này thì máy từ 13 tới 20 ngựa cốt thẳng trực tiếp nha anh em, cho anh em đi nhẹ giò, nhẹ kiềm, nhẹ giò, nhẹ kiềm rút nước cho anh em ha. Mình đi gia trạm cây cối rất là cứng cáp cho anh em. Từ 13 tới 20 ngựa cốt thẳng anh em. Còn cái này thì 13 nhông sên nha anh em, 13 nhông sên 19 30, từ 5 rưỡi 6 rưỡi 7 rưỡi thì đi nhông sên 15 30 hoặc là cúc xéo anh em đi đều được. Mẫu này thì mẫu VCF rất là cứng cáp cho anh em ha. Ở đây thì nó có một cái thẹo ở đây thì anh em cứ yên tâm ha, không có gì hết, nó không có xuyên thủng qua nhưng mà nó chỉ cái thẹo thôi. 5 rưỡi 6 rưỡi 7 rưỡi cút xéo nhông sên 19 30 13 tới 20 ngựa nha anh em. Còn cái này thì 11 cc, thì mẫu 11 cc dành cho máy từ 11 tới 20 ngựa cốt thẳng trực tiếp cho anh em đi có tốc độ đi làm cá đi sôi đồ đi được, cho anh em đi đều được, vỏ nặng vỏ nhẹ anh em đi được hết. Vỏ nặng thì nó trung bình từ 5,9 anh em, 6,3 đồ, những cái vỏ hú vui hoặc thành tăng đồ anh em đi đều được hết. Nếu đổ về xuồng đổ về 5,1 hoặc 5,2 là anh em đi có tốc độ. Bao cho anh em nhẹ kìm rút nước ha. Cái này thì bên mình làm sáng này sáng sáng bóng anh em, sáng trắng anh em, sáng theo mà chất liệu của cái nóc chứ mình không đánh lơ. Có một số anh em làm thì anh em đánh lơ thì nó ra sáng bóng, còn cái này mình sáng trắng, sáng theo màu chất liệu của inox không có thay đổi. Rồi kế tiếp mẫu này thì mẫu từ máy 5 ngựa rưỡi tới 6 ngựa 6 ngựa rưỡi, máy 7 ngựa rưỡi đó, cốt thẳng trực tiếp. Mẫu này thì cho anh em đi có tốc độ nhẹ kìm rút nước cho anh em ha, đi mình đi đường xa nó khỏe được cái chân mình, nhẹ kìm nhẹ giò có tốc độ cho anh em, xả cỏ xả gác tốt, đi xuồng đi vỏ đều được.
Rồi, mẫu này cũng là từ 13 tới 20 ngựa cút thẳng trực tiếp nha anh em. Đấy, mình có giới thiệu cho anh em một cái bên đây rồi ha. Rồi, cái này thì 13 nhông sên anh em. 13 nhông sên, 19 30, 15 30, từ máy 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, cút xéo 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi. Những cái mẫu này thì anh em đi xả cỏ xả gác tốt, chạm cây cối đều rất là tốt cho anh em ha, ít cong, ít xáy giọng. Hạn chế xáy giọng tối đa luôn nha anh em. Này thì dân dịch trong trái nha anh em, 4 tắc 6. Thì tùy theo anh em đi máy, hộp số thì anh em báo mình phó dân dịch cho anh em ha. Này thì cánh tay thỏ. Còn cái này thì 3T 78, Cuta 76, Cuta 78, 3T 74, 3T 75, này gan 20 nha anh em, ba cánh cửa cao. Này thì 3T 68, 3T 72, 3T 74. Máy nhông thì 13 nhông, 15 nhông, 18 nhông, anh em đi được đều được. 68, 72, 74, xe 3 máy. 13, 15, 18, 20, cút xéo. Từ 60, 63, 66, 64, 3 máy nha anh em. Máy nhông thì anh em đi được 7 ngựa, 7 ngựa rưỡi, 8 ngựa, cút xéo. 6 ngựa rưỡi, 7 ngựa, hàng dài nha anh em. Đây, còn cái này thì cái 3T 63, 66. 3T 63, 66 nha anh em, hai cánh. Đó, thì nội dung thì mình cũng giới thiệu sơ lược cho anh em một số mẫu thông dụng đi làm ăn có tốc độ, tải nổi đều được cho anh em. Đó, anh em xem tham khảo với anh, nếu anh em ưng thì anh em cứ gọi điện trực tiếp về số điện thoại của mình ha. Rồi thì video mình quay thấy hay thì anh em nhớ ủng hộ cho Toàn một like và nhấn vào chuông đăng ký ha. Bên mình sẽ cập nhật mới nhất những cái video về phần vỏ, test vỏ hoặc là phần chân dịch cho anh em ha. Rồi video mình đến đây xin kết thúc anh em. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những clip tiếp theo của kênh mình ha.